Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, đại sứ Mỹ tại Việt Nam kịch liệt phản đối và lên án Trung Quốc. Trong một động thái đáng chú ý, vào hôm 28 tháng 4 năm 2020, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel đã công khai với truyền thông Việt Nam rằng Mỹ phản đối kịch liệt và lên án các hành vi phi pháp, khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông khi lợi dụng thế giới và khu vực mắc bận đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông nói, chúng tôi kịch liệt phản đối và lên án Trung Quốc lợi dụng việc các nước trong khu vực đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những hành vi phi pháp và mang tính khiêu khích ở Biển Đông. Ông đã đưa ra thông báo này vào hôm thứ Ba khi trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Đây là hình ảnh Đại sứ Mỹ Daniel bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng ở Hà Nội vào hôm 25 tháng 1 năm 2018. Thay vì cùng tham gia tập trung chống dịch COVID-19 với các nước khác, Trung Quốc trong vài tháng qua đã tiến hành nhiều hành vi khiêu khích gây bất ổn trong khu vực như đâm chìm tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, điều các tàu ra dọa dẫm tàu các nước khác, cũng như tuyên bố thành lập các khu hành chính mới ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cũng đã thiết lập các trạm nghiên cứu đại dương trên đá Supi và đá chữ thập. Và thông báo cho biết, đây không phải là những hành vi thể hiện thiện chí đối tác cũng như có thể giúp Trung Quốc nhận được sự tin cậy trong khu vực. Tôi muốn nhắc lại quan điểm đã nêu trên, Mỹ kịch liệt lên án và phản đối những hành vi khiêu khích của Trung Quốc khi lợi dụng tình hình dịch bệnh để thúc đẩy những hành vi phi pháp và hiếu chiến nhằm đạt được những yêu sách phi lý. Quan chức ngoại giao Hoa Kỳ nhân dịp này cũng nhấn mạnh quan điểm của Mỹ qua các động thái của hai cơ quan Bộ Ngoại giao và cả Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó kêu gọi các quốc gia trong khu vực lên tiếng phản đối hành vi Trung Quốc và tái khẳng định các nguyên tắc quan điểm của Mỹ về an ninh khu vực. Và thông tin cũng được đưa ra như sau, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều đã ra tuyên bố lên án hành vi lợi dụng việc các nước đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những yêu sách phi pháp của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 năm 2018. Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là mọi quốc gia trong khu vực cần lên tiếng phản đối hành vi này của Trung Quốc. Trong hai tuyên bố được nêu trên, tôi muốn nhấn mạnh tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong lúc đó nêu bật hai yếu tố quan trọng như sau. Thứ nhất là tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mối quan hệ đối tác với Việt Nam. Thứ hai, tôi cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhấn mạnh đến sức mạnh của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Và Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cũng kêu gọi các quốc gia tin tưởng vào những nguyên tắc giá trị mà Mỹ chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chung vào thời điểm hiện nay ở Biển Đông và khu vực như sau. Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia tin tưởng vào những nguyên tắc và giá trị nêu trên, cần lên tiếng mạnh mẽ. Đó chính là lý do Mỹ đang khuyến khích các quốc gia cùng phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc và rất nhiều đối tác và bạn bè của chúng tôi đã làm như vậy. Và vị đại sứ này nói tiếp như sau, tôi được biết Việt Nam đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về những hành vi khiêu khích của Trung Quốc. Philippines cũng rất nhiều đối tác khác trong khu vực như Úc và Nhật Bản cũng đã làm như vậy. Mục tiêu của chúng ta là nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong thời điểm này chính là cần có các biện pháp thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng trong khu vực, trong khi tập trung ứng phó với dịch viêm phổi Vũ Hán, chứ không phải là những bước đi có thể làm mất ổn định trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan ở khu vực vào hôm 28 tháng 4 năm 2020, kênh truyền hình Trung Quốc CCTN đã nói lực lượng của Trung Quốc ở khu vực đang theo dõi một tàu chiến của Mỹ áp sát Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Đây là hình ảnh tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry của Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông. Các nguồn tin theo dõi từ sự thời sự trên Biển Đông từ phía Mỹ trong dịp này cũng được trích thuật cho hay vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Hoa Kỳ đã thông báo một tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry của nước này đã tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Tuần trước, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA của Mỹ đã xác nhận và đưa tin lực lượng Hải quân Mỹ và Úc đã triển khai một cuộc tập trận chung trên Biển Đông với sự tham gia của tuần dương hạm USS Bunker Hill, tàu đổ bộ tấn công USS America và tàu hộ tống, hộ vệ Hamas. Điều này được diễn ra vào hôm 18 tháng 4 năm 2020 trên biển. Hai tàu chiến Mỹ tiếp tục các hoạt động tự do hàng hải, theo thông báo vào ngày 29 tháng 4.
bất chấp Trung Quốc nói đã trục xuất tàu Mỹ khỏi Hoàng Sa. Và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunkerhead quá cảnh tại vùng biển gần Trường Sa ở Biển Đông vào ngày 29 tháng 4. Bunkerhead đã được triển khai cho hạm đội 7 Mỹ nhằm ủng hộ các hoạt động an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bài đăng của hạm đội 7 Mỹ đã viết như vậy. Động thái của hai tàu USS Bunkerhead và tàu USS Barre gây chú ý trong bối cảnh Trung Quốc ngay trước đó đã tuyên bố trục xuất một tàu chiến Mỹ hoạt động ở vùng Hoàng Sa. Con tàu bị nói là trục xuất này được xác định là USS Barre, nhưng trong trao đổi với trang tin của Học viện Hải quân Mỹ UNSI News, quan chức Hải quân Mỹ cho rằng tàu USS Barre hoạt động như kế hoạch, không hề gặp bất cứ hoạt động thiếu an toàn hay thiếu chuyên nghiệp nào từ tàu hay máy bay quân sự của Trung Quốc. Vụ việc một lần nữa phản ánh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông. Và lâu nay Mỹ cho rằng các hoạt động của tàu hải quân nước này là đúng với pháp luật quốc tế, nằm trong khuôn khổ các cuộc tuần tra tự do hàng hải. Và ngược lại, Trung Quốc lại khẳng định hành động của Mỹ là vi phạm chủ quyền. Các động thái diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày nêu trên đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về những hành động khiêu khích liên tiếp của Trung Quốc nhắm đến các hoạt động phát triển dầu khí và khí đốt xa bờ. Đồng thời với việc Trung Quốc điều một nhóm tàu, trong đó có tàu thăm dò hải dương địa chất 8, viết tắt là HD8, hiện nay ở khu vực Biển Đông, tiếp cận gần với cả Malaysia. Đây là hình ảnh Thượng tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Chí Vịnh phát biểu về Biển Đông vào hôm 26 tháng 4 năm 2020 rằng những lúc như thế này chúng ta sẽ biết ai là bạn, ai là bạn thân thiết, ai là người mà chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới biết rằng khi đất nước mình gặp khó khăn thì những ai sẽ đến với chúng ta. Theo đài tiếng nói BBC ở London nói như vậy. Về phần mình, Trung Quốc nhiều lần phát biểu cho hay nước này thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học bên cạnh các hoạt động khác theo đúng luật pháp quốc tế và kế hoạch. Cũng vào hôm 17 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc cũng gửi lên Liên Hợp Quốc một công hàm cáo buộc Việt Nam xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và chiếm đóng trái phép biển, đảo của Trung Quốc ở khu vực. Và Bắc Kinh cũng gửi kèm theo Liên Hợp Quốc các bằng chứng ủng hộ chủ quyền của mình ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, trong đó có bản công hàm từ năm 1958 của Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Phạm Văn Đồng, gửi người đồng cấp Chu Ân Lai, Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như một viện dẫn. Dư luận quốc tế có vẻ không giấu được sự thất vọng về thái độ của Trung Quốc trên Biển Đông. Trang Modern Diplomacy ngày 26 tháng 4 năm 2020 đã đăng bài viết với tựa đề Tranh biện luật pháp quốc tế ở Biển Đông, liệu có ý nghĩa lắm hay không? Bài viết này cho rằng Trung Quốc thường nói tới luật pháp quốc tế, dùng những thuật ngữ công pháp quốc tế nhưng thực chất không đề cập gì tới luật pháp quốc tế cả. Cụ thể, Bắc Kinh không nhắc tới việc đường chiến đoạn bị một tòa án thành lập theo phụ lục số 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS vào năm 1982 bác bỏ. Có vẻ Trung Quốc đã chọn loại luật quốc tế nào mà họ muốn tuân thủ, loại nào thì không, bài báo đã viết như vậy. Người Philippines những ngày này đặc biệt hiểu rõ thế nào là sự đoàn kết của Trung Quốc. Chỉ vài ngày trước, Manila còn gửi công hàm phản đối Trung Quốc, chĩa radar súng vào tàu Philippines ngoài khơi. Cũng theo học giả người Philippines Jade, Trung Quốc có những kế hoạch dài hạn trong việc chậm rãi, dần dần tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng ở Biển Đông và sẽ không tự kiềm chế trước bất cứ cơ hội nào để đạt được mục đích đó. Đây là hình ảnh tàu đổ bộ tấn công USS American của Hải quân Mỹ hiện diện ở Biển Đông. Kế hoạch của Trung Quốc đã được bảo trợ bằng sự ảnh hưởng về mặt kinh tế và ngoại giao. Đánh giá về quan điểm của Malaysia, ông Bolton cho rằng Malaysia chọn cách đấu tranh thầm lặng với Trung Quốc để cân bằng về mặt kinh tế và đối ngoại. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo chiến thuật của Trung Quốc có thể thành công trên con đường dài. Và nói một cách khác, nếu Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép và mong các nước chấp nhận sự đã rồi, vẫn còn đó lằn ranh đỏ của Bắc Kinh không thể vượt qua. Giáo sư Bolton cho rằng áp lực mà Trung Quốc đang đặt lên các hoạt động dầu khí của Malaysia sẽ tác động tiêu cực lên quan hệ Malaysia và Trung Quốc về sau. Lý do đơn giản là sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ đòi hỏi Malaysia giảm hoặc ngưng thăm dò khai thác dầu khí ở ngoài khơi. Sự phát triển kinh tế của Malaysia phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng sẵn có, và điều này chắc chắn chịu ảnh hưởng từ việc Trung Quốc gia tăng áp lực hoặc kiểm soát tài nguyên ở Biển Đông, giáo sư Bolton nói với báo Tuổi Trẻ như vậy. Đề xuất tuần tra chung giữa ba nước ASEAN. Cựu phó chánh án tòa án tối cao Capriro vào hôm 27 tháng 4 năm 2020
cũng bất ngờ nhắc lại đề xuất tuần tra chung giữa Việt Nam, Philippines và Malaysia. Ông cho rằng đây là giải pháp để đối phó với sự leo thang đặc biệt nghiêm trọng từ các hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Việc phối hợp tuần tra chung như vậy là lý tưởng, theo ông Bolton. Và dù việc này hay các nước Malaysia, Việt Nam và Philippines còn phải làm nhiều việc để đạt được sự đồng thuận cần thiết cho điều đó, sự hung hăng của Trung Quốc có thể là chất xúc tác. Và điều này có thể được cân nhắc nếu Trung Quốc tiếp tục leo thang trong việc áp đặt chủ quyền tới một mức độ các quốc gia có biển cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự đối với lợi ích của họ. Ông Bolton phân tích như vậy. Theo đại sứ Liên minh châu Âu tại ASEAN Eagle, một số đối tác của châu Á muốn châu Âu hiện diện nhiều hơn trong các vấn đề an ninh khu vực và đó cũng là mục tiêu mà khối này đang hướng tới. Đây là hình ảnh đại sứ châu Âu tại ASEAN Eagle. Theo thông tấn xã Việt Nam phát đi vào ngày 27 tháng 4, đại sứ châu Âu tại ASEAN Eagle đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương ở Biển Đông trong thời gian qua như triển khai lực lượng trên các thực thể nhân tạo, quấy rối và đe dọa ngư dân và cố gắng áp đặt các địa giới hành chính mới, ám chỉ các hoạt động hung hăng của Trung Quốc ở khu vực gần đây. Đại sứ châu Âu nhấn mạnh những hành động nói trên đã làm gia tăng căng thẳng và hủy hoại môi trường an ninh hàng hải trong khu vực, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, hòa bình trong khu vực, đồng thời làm suy yếu hợp tác và lòng tin quốc tế giữa lúc thế giới đang cần những điều này để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bên cạnh đó, ông Disman cũng lập luận những gì đã xảy ra ở Biển Đông cũng đều là những vấn đề của thế giới bởi hơn 1/3 lưu lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu đi qua vùng biển này. Một số đối tác châu Á muốn nhìn thấy sự hiện diện nhiều hơn của châu Âu trong khu vực và bản thân châu Âu cũng đang mong muốn điều này thông qua theo đuổi các cơ chế đa phương do ASEAN làm trọng tâm như diễn đàn khu vực ASEAN. Đại diện châu Âu tại ASEAN khẳng định châu Âu đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết với ASEAN và sẽ tiếp tục hỗ trợ các tiến trình khu vực do ASEAN dẫn dắt nhằm thúc đẩy trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật pháp, củng cố hợp tác đa phương và hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba. Ông Disman cũng gợi ý các bên ở Biển Đông có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của bên thứ ba trong vai trò hòa giải hoặc phân xử nhằm tạo thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp. Vị đại sứ cũng tỏ ra đầy ẩn ý khi cho biết châu Âu có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các chính sách lãnh thổ chồng chéo và rất sẵn sàng làm chia sẻ kinh nghiệm này đối với các đối tác ở châu Á. Qua các diễn biến trong suốt cả năm 2019 và đầu năm 2020 cho đến tận hôm nay, khi nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có các hành động xâm lược chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, nhưng chúng ta thấy những nước xã hội chủ nghĩa anh em của Việt Nam từ trước đến nay như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên và một số nước khác, mặc dù cùng thể chế theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng họ đều im lặng, bỏ mặc Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng ép. Cuối cùng, chỉ có những nước có nền dân chủ và tự do trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada và các nước châu Âu là lên tiếng ủng hộ cho nhân dân Việt Nam chống sự xâm lấn của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Mặt nạ của Trung Quốc đã rơi và người dân Việt Nam cuối cùng đã biết được ai là bạn, ai là thù. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020 với bản tin Biển Đông, đại sứ Mỹ tại Việt Nam kịch liệt phản đối và lên án Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de